chứng kiến nhật thực đáng kinh ngạc vì mặt trăng và mặt trời dường như chồng lên nhau một cách hoàn hảo trên bầu trời của chúng ta, mặc dù mặt trời lớn hơn nhiều khoảng 400 lần. Bí quyết là mặt trăng cũng ở gần hành tinh của chúng ta hơn khoảng 400 lần, nên cuối cùng chúng trông có cùng kích thước với chúng ta. Đáng buồn thay, tại một thời điểm nào đó trong lịch sử hành tinh của chúng ta, nhật thực sẽ không còn xảy ra nữa. Bạn thấy đấy, thực tế mặt trăng đang trôi ra xa trái đất, trượt đi khoảng 4cm mỗi năm. Nhờ sự chuyển động này, mặt trăng sẽ không còn che khuất hoàn toàn mặt trời nữa. Các chuyên gia tại NASA tiếp tục tính toán thời điểm nhật thực lần cuối cùng sẽ xảy ra. Họ nói rằng sẽ vẫn phải mất khoảng 600 triệu năm nữa, nên có thể chắc chắn rằng không ai trong chúng ta sẽ ở đây để chứng kiến điều đó. Nói về những điều chúng ta sẽ không thấy trong đời, chúng ta có thể cần thêm những ngôi sao nổ tung vào danh sách đó. Chúng ta biết các ngôi sao trông như thế nào khi chúng mờ dần nhờ kính thiên văn, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi sao nào xuất hiện phía trên chúng ta bằng mắt thường. Betelgeuse có thể không giống một cái tên quen thuộc, nhưng hãy biết rằng đó là một ngôi sao siêu khổng lồ màu đỏ nằm cách chúng ta khoảng 1.000 năm ánh sáng. Điều đặc biệt ở đây là nó có thể phát nổ và gây ra một cảnh tượng chưa từng thấy từ dưới trái đất này. Ngôi sao này luôn là một điều bí ẩn về thời điểm nó sẽ nổ tung. Những gì chúng ta biết là Betelgeuse đang ở giai đoạn cuối của quá trình đốt carbon lõi, và giai đoạn đốt cháy carbon này thường kéo dài khoảng 1.000 năm. Thay đổi là chúng ta sẽ không sớm thấy bất kỳ ngôi sao nào sụp đổ, nhưng vì sự kiện này rất có thể sẽ vô hại đối với hành tinh của chúng ta, nên đây là điều thú vị mà các thế hệ tương lai mong chờ. Ngoài ra, nếu bạn tò mò muốn phát hiện Betelgeuse trên bầu trời đêm, bạn thường có thể nhìn thấy nó vào các buổi tối tháng 1 và tháng 2 và đến đầu tháng 8. Bạn có thể bắt gặp nó trước khi mặt trời mọc. Nó có màu đỏ cam dịu độc đáo, hoàn hảo để cho những người hoài nghi thấy rằng các ngôi sao thực sự có màu sắc. Hành tinh của chúng ta cũng sẽ phải chịu rất nhiều thay đổi trong tương lai. Nếu chúng ta có thể du hành về phía trước vài triệu năm, chúng ta có thể không nhận ra bản đồ hành tinh của mình. Hiện nay, trái đất có 7 lục địa, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy và rất có thể nó cũng sẽ thay đổi trong tương lai. Khoảng 310 triệu năm trước, trái đất có lục địa lớn này được gọi là Pangaea. Khoảng 180 triệu năm trước, nó bắt đầu tan rã. Hiện nay, các nhà khoa học nghĩ rằng trong khoảng 200 triệu năm tới, chúng ta có thể chứng kiến một lục địa lớn khác hình thành. Trên thực tế, chúng ta có thể đang ở ngay giữa toàn bộ quá trình hình thành siêu lục địa này. Có 4 kịch bản chính về việc vùng đất mới này có thể hình thành như thế nào. Mỗi kịch bản đều có những bước ngoặt riêng. Tất cả đều liên quan đến việc Pangaea bị chia cắt như thế nào và các lục địa của chúng ta vẫn đang xáo trộn như thế nào. Ngày của chúng ta, chu kỳ 24 giờ mà chúng ta đang sống cũng đang dần kéo dài ra. Sự thay đổi dần dần lén lút này cuối cùng sẽ dẫn đến những ngày dài 25 giờ. Và đây là lý do tại sao điều đó lại xảy ra. Vòng quay của trái đất, vòng quay mà chúng ta thực hiện hàng ngày, đang chậm hơn một chút mỗi năm và tất cả là nhờ vào mặt trăng. Đó là bởi vì vệ tinh của chúng ta đang lấy đi một phần năng lượng của trái đất. Chúng ta biết điều này xảy ra nhờ một thiết bị thú vị có tên là Laser Ranging Retroreflector. Nó bắn các chùm tia laser lên mặt trăng và khi những chùm tia đó dội ngược trở lại trái đất, chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để quay trở lại. Sự chậm trễ nhỏ này là manh mối cho thấy ngày của chúng ta đang kéo dài ra. Vậy còn bao lâu nữa chúng ta mới có thêm một giờ mỗi ngày để hoàn thành danh sách việc cần làm của mình? Vâng, các chuyên gia ở NASA đã thực hiện một số tính toán. Trong thế kỷ qua, ngày của chúng ta dài hơn khoảng 1,4 mili giây. Nếu chúng ta thu nhỏ và nhìn lại 2.000 năm qua, sử dụng các ghi chép lịch sử về nhật thực, ngày của chúng ta đã kéo dài trung bình 2,5 mili giây mỗi thế kỷ. Bỏ những tính toán tẻ nhạt sang một bên, chúng ta sẽ cần khoảng 50.000 năm để có thêm một giây cho ngày của chúng ta. Điều đó có nghĩa là sẽ phải mất 180 triệu năm để một ngày trên trái đất có đủ 25 giờ. Tất nhiên, đó là nếu không có gì khác xảy ra với chuyển động quay của hành tinh chúng ta trong thời gian chờ đợi.
Dải Ngân Hà là một trong những người hàng xóm gần nhất của nó. Andromeda cũng đang có kế hoạch hợp nhất một nơi nào đó trong tương lai. Chúng ta sẽ không ở đây để trải nghiệm sự tương tác này, nhưng có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi từ dưới đây trên trái đất. Sự va chạm của các thiên hà có vẻ hơi bất thường, đặc biệt khi chúng ta biết vũ trụ đang giãn nở. Nếu các thiên hà ngày càng di chuyển xa nhau hơn, tại sao chúng vẫn gặp nhau? Chà, những thiên hà ở gần không chỉ trôi nổi xung quanh, chúng đều có tác dụng lên nhau nhờ trọng lực. Đó là lý do tại sao Dải Ngân Hà và Tiên Nữ đang di chuyển gần hơn với tốc độ khoảng 300 km/giây. Nếu chúng ta làm phép tính, điều đó có nghĩa là vụ va chạm của chúng sẽ không xảy ra trong 4,5 tỷ năm nữa. Và rất có thể chúng sẽ nhẹ nhàng đi xuyên qua nhau mà không cảm nhận được những thay đổi rõ ràng từ bên trong hệ mặt trời của chúng ta. Sẽ đến một thời điểm trong tương lai xa khi các vành đai băng giá tuyệt đẹp của sao Thổ cũng không còn ở đây nữa, ít nhất là theo một số nghiên cứu mới. Sứ mệnh Cassini của NASA đã dành thời gian quay quanh sao Thổ trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2017, đã thu thập một số thông tin mới về những vành đai này và thời điểm chúng có thể biến mất. Bạn thấy đấy, các nhà khoa học đã có cuộc tranh luận một thời gian về độ tuổi của các vành đai sao Thổ. Một số người cho rằng chúng còn khá trẻ vì chúng vẫn còn rất tươi tắn và lạnh lùng. Họ cho rằng qua hàng tỷ năm, lẽ ra chúng đã bị bao mòn và tối đen do tất cả các vật thể không gian đâm vào chúng. Trên thực tế, có thể những chiếc vành đai này vẫn đang hình thành khi khủng long còn sinh sống trên trái đất. Khi các vật thể ngoài không gian lẻn vào các vành đai, chúng đẩy vật chất từ vòng tròn trong cùng về phía sao Thổ với tốc độ khá nhanh. Kết quả là Cassini nhìn thấy các vòng mất hàng tấn trọng lượng mỗi giây. Điều đó có nghĩa là những chiếc vành đai này sẽ không còn được nhìn thấy lâu nữa, ít nhất là về mặt vũ trụ. Chúng được ước tính có thể tồn tại nhiều nhất là vài trăm triệu năm. Chúng ta cũng có thể bỏ lỡ sự kiện vũ trụ tiếp theo này, nhưng chỉ vừa đủ thôi. Đó là bởi vì theo một số ước tính, nó có thể xảy ra chỉ sau 100 năm nữa. Từ trường của trái đất có thể sụp đổ, làm đảo lộn các cực bắc và nam của nó. Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng trong 3.000 năm qua, từ trường của hành tinh chúng ta đã suy giảm liên tục. Và nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể đạt đến điểm tới hạn trong vòng chưa đầy 1.000 năm nữa. Để các cực của hành tinh chuyển đổi, từ trường cần phải yếu đi khoảng 90% và quá trình này có thể mất hàng ngàn năm. Trong giai đoạn dễ bị tổn thương này, hành tinh của chúng ta mất đi lá chắn từ tính bảo vệ, khiến nhiều tia vũ trụ hơn từ không gian lọt vào. Lần cuối cùng chuyện đảo cực này xảy ra đã gần 800.000 năm trước. Vấn đề là chúng ta hiện đang ở một trong những giai đoạn rủi ro nhất. Từ trường ngày càng yếu đi, nhưng có khả năng nó sẽ lấy lại được sức mạnh. Tuy nhiên, với tốc độ suy giảm này, nó có thể lao dốc xuống gần như bằng không chỉ sau vài thế kỷ hoặc một thiên niên kỷ. Và chúng ta đang chứng kiến tác động của từ trường yếu đi lên các vệ tinh của chúng ta. Trên đại thái dương rộng lớn giữa Nam Mỹ và Châu Phi có một khu vực mà từ trường trái đất yếu hơn 3 lần so với ở hai cực. Các nhà khoa học gọi nó là vùng dị thường Nam Đại Thái Dương, SAA. Các vệ tinh đi qua khu vực này thường xuyên gặp phải các vấn đề về điện tử. Không ai biết tại sao vùng từ trường yếu này lại xuất hiện ngay từ đầu và việc dự đoán những động thái trong tương lai của nó cũng khá khó thuyết phục. Một số giả thuyết cho rằng một xoáy nước xoáy khổng lồ trong loại ngoài kim loại lỏng của trái đất có thể là nguyên nhân đẩy từ trường ra xa Nam Đại Thái Dương. Một suy nghĩ khác là từ trường trong vùng này đang hướng sai hướng giống như một cực nhỏ bị lật.